Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một quả sầu riêng, đó là sầu riêng chuồng bò. Thì đây, sầu riêng chuồng bò nó có hình dáng như thế này. Và tại sao mà người ta gọi nó là sầu riêng chuồng bò thì hôm nay mình sẽ cung cấp thêm theo sự hiểu biết của mình nhé. Sầu riêng chuồng bò là ngày xưa người ta phát hiện nó mọc hoang dã gần chuồng bò, cho nên là được người dân đem về thấy ghép thành ghép sầu riêng bò đây. Sầu riêng chuồng bò đến có đặc điểm như thế nào? Thì cái sầu riêng chuồng bò này là cái trái tròn vỏ mọc cơm vàng nhạt, cái độ béo rất là đậm đà, và cái phần cơm của nó thì nhão nhẹ, mọi người ăn có cảm giác như là sữa bò cô đặc đó. Thì hôm nay mình làm cái video này là để muốn các bạn biết thêm về một loại sầu riêng ngon nữa. Sầu riêng chuồng bò cái vỏ nó rất là mỏng nha các bạn, mình cứ để cái cây cua vô nhẹ thôi, cơm của nó rất là mịn, vàng đỏ vàng nhạt, và nó có cái mùi là ngon như thơm như là sữa bò cô đặc. Đây, vỏ rất mỏng luôn, các bạn thấy không, vỏ rất mỏng, vừa khui ra là đã nghe được cái mùi thơm của sữa bò cô đặc. Đấy, tuyệt vời không các bạn? Và hy vọng qua cái video này là mình muốn gửi đến các bạn là và mình sẽ biết cái độ ngon nó như thế nào. Đó. Thì các bạn nào mà muốn ăn sầu riêng chuồng bò ngon á, chất lượng á, thì các bạn hãy liên hệ với mình và số điện thoại 0967 292324 là mình ship cho các bạn nhé. Đây, sầu riêng chuồng bò, cái thịt của nó rất là nhiều nha các bạn, thịt của nó là rất là nhiều, một quả là có thể một người ăn không hết. Đây, vỏ rất mỏng luôn, vỏ rất mỏng. Sầu riêng chuồng bò, cái tên nó cũng rất là đặc biệt không quý vị, nhưng mà cái việc mấy vị ăn á, các bạn ăn nó sẽ còn cảm thấy nó đặc biệt hơn nữa, cái độ ngon nó không thể tưởng tượng. Trên tay mình đang cầm là sầu riêng chuồng bò, và bây giờ mình sẽ ăn thử và mình sẽ nói về cái hương vị của nó như thế nào. Sầu riêng chuồng bò, thịt của nó vàng nhạt, mùi thơm của nó là như sữa bò cô đặc, và cái vị ngọt của nó như thế nào thì bây giờ mình ăn thử cho các bạn biết nha. Rất là tuyệt vời các bạn ơi, không thể nào cưỡng được, không thể nào cưỡng lại được, nó rất là ngon, hạt lại nhỏ, rất là ngon. Mình hy vọng các bạn nào chưa ăn sầu riêng chuồng bò này cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0967 292324, mình ship cho các bạn. Và các bạn nào cảm thấy cái video này hay thì nhớ bấm follow cho mình nha, mình sẽ ưu tiên giảm giá cho các bạn nào thích cái video của mình nha. Và mình sẽ chào các bạn và hẹn gặp lại.